14 chấp 47. Cục trưởng Vương, ngài xem cái này án mạng ở khách sạn Bình Nghiệp có manh mối rồi. Lập tức mở cuộc họp, lập tiểu đội tiến hành điều tra, tôi sẽ đích thân dẫn đội. Rất nhanh, cả phân cục thành Tây đã bắt đầu hành động. Sau khi họp 2 tiếng xong, tiểu đội điều tra đã rời phân cục đã bắt đầu điều tra. Bạch Yến Di cũng tham gia vào tiểu đội điều tra, nhưng bị cục trưởng Vương từ chối, bảo cô ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi cẩn thận. Vì vậy cô ấy có chút buồn bực, chỉ đành chạy sang đường phố ẩm thực phía đối diện đã phân cục đã tranh đã ăn cơm. Cảnh sát Bạch: Ồ, Diệp Thần đúng không? Bạch Yến Di quen Diệp Thần vào khoảng thời gian trước, lúc đó có tên trộm trên xe buýt. Anh ta đã hành hiệp trưởng Nghĩa bắt cái tên trộm kia lại. Kết quả sau khi xuống xe thì cái tên trộm kia gọi người đến báo thù anh ta. Mấy người đó đều bị anh ta đánh nằm rạp dưới đất. Lúc Bạch Yến Di đến bắt người cũng rất ngạc nhiên, anh ta là người che giấu thâm sâu khó lường nên có chút ấn tượng. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là nụ cười của anh ta. Cứ cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi còn tưởng cảnh sát Bạch không nhớ tên của tôi nữa chứ. Đây là ngờ phụ của anh sao? À không phải, vừa gặp một bà lão, thấy bà đã lớn tuổi rồi mà còn đi nhặt chai, tôi thấy rất khổ cực nên đã cầm cái đống chai này vừa giúp bà, còn mua chút hoa quả cho bà nữa. Người đàn ông này thật lương thiện. Có muốn đi ăn cơm sao? Ê, có muốn ăn cùng không? Tôi mang chỗ chai này về cho bà lão rồi quay lại luôn. Không cần đâu, tôi mua về ăn là được. Vẫn còn nhiều công việc cần giải quyết nữa. Cô gái phải hiểu giữ khoảng cách mới được. Càng là mỹ nữ xinh đẹp thì càng phải từ từ. Như vậy mới có thể khiến cô ấy một lòng một dạ nguyện ý làm hậu cung của mình được. Vừa nãy lấy 10 tờ đã mua chai nhựa từ chỗ bà lão nhặt xác vụn kia. Còn về sau lại lấy 10 tờ đã mua là bởi vì trên người của anh ta không có tiền nhỏ hơn nữa rồi. Chỗ chai nhựa này á, còn không đáng 5 tờ nữa là. Bây giờ sắp xếp gặp mặt vài lần nữa thì chắc đủ rồi. Cái loại phụ nữ này cũng khá là dở cua. Bạch Yến Nhi, người phụ nữ này chắc chắn tôi đặt sẽ có được. Nửa giới chính trị của cô, của Tô Hàn đều là học sinh trong nhà họ. Muốn khống chế được Tô Hàn thì không thể bỏ qua sức mạnh của Bạch gia được. Sau khi Long Nha tiếp nhận khách sạn Minh Nghiệp, lập tức đổi tên thành khách sạn Long Thần và bắt đầu cố gắng giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực. Chuyện làm ăn của khách sạn lại bắt đầu từ từ khôi phục lại như bình thường. Lúc này anh ta đang ngồi trong phòng làm việc, ôm người đẹp thư ký ở trong lòng, chuẩn bị làm chút chuyện kích thích. Làm cái gì vậy? Cửa cũng không biết gõ sao? Anh là người phụ trách của khách sạn. Cảnh sát viên Bạch Uyển Di. Đúng vậy, thế nào? Còn tay lại rồi đưa đi. Có biết tôi là ai không? Tôi là người phụ trách của tập đoàn Long Thần. Các người dám động vào tôi thử xem. Tôi muốn mời luật sư của người để tôi gọi cho luật sư. Rất nhanh tin tức động trời này đã được lan truyền khắp Tô Hàn. Khách sạn bên nghề tiếng tăm lẫy lừng là bị nghi ngờ là tàng trữ ma túy. Long Nha là người phụ trách và đại diện cho pháp luật của khách, nên lần này hoàn toàn xong đời rồi. Khách sạn Minh Nghiệp cũng bị kiểm tra ngay lúc ấy. Còn Đường Du âm thầm thúc đẩy tất cả chuyện này, lúc này lại đang nằm ở trên giường ngơi chơi điện thoại. Lúc trước
Sau khi gặp hai anh em họ bị tàn tật một thứ kia, Đường Du đã nhớ ra hai người này trong nghiên văn không phải là người tốt gì. Nhìn thấy bọn họ, Đường Du lập tức cho người âm thầm tra xét khách sạn. Quả nhiên là tra được chứng cứ buôn bán ma túy của hai người này, cho nên Đường Du mới thẳng thắn vứt củ khôi lan nóng bóng tay này cho Long Nha. Quả nhiên là tra được chứng cứ buôn bán ma túy của hai người này, cho nên Đường Du mới thẳng thắn vứt củ khôi lan nóng bóng tay cho Long Nha. Đối phương nhận được miếng bánh ngon, bản thân cũng thuận tiện với được 5 tỷ. Hợp đồng. Không làm như vậy thì đợi sau khi chuyện này bị phát hiện, khách sạn chắc chắn sẽ không thể giữ lại được, bản thân cũng sẽ bị xui xẻo. Còn về đắc tội Diệp Thần, Đường Vô đã bắt đầu quen dần rồi. Có thể sống thì cố gắng sống, lúc sống không nổi thì cũng không thể vươn cổ ra cho người ta chiếm được. Đáng đời lắm, ai bảo cùng mẹ nó anh lấy mạng người ra đỡ vu oan cho ông đi, đồ khốn. Hệ thống chó chết đây cùng mày nó, mày hố ông tôi giống biết ngay là mày làm gì, có lòng tốt tặng đồ ngon chứ. Chó lại sủa rồi. Chó đừng dừng. Quýt. Bạch Uyển Di, cô ta gọi điện cho mình làm gì? Cô ta tìm mình làm gì? Chẳng lẽ đã phát hiện ra là mình đã gửi tin cho cô ta? Thật ra Đường Du và Bạch Uyển Di cũng khá là thân quen, dù sao cũng đều xuất thân từ đại gia tộc của Tô Hàn. Nhưng ấn tượng của Bạch Uyển Thanh với anh ta không được tốt, bởi vì anh ta có một người anh em tốt là Tần Minh. Tần Minh là hoa công tử nổi tiếng ở Tô Hàn, hai người thân nổi có thể cùng mặc một chiếc quần ở, cho nên anh ta cũng bị Bạch Uyển Di ghi thù. Đây không phải là Bạch đại tiểu thư sao? Tìm tôi muộn như vậy là muốn tâm sự sao? Lập tức đến phân cuộc thành tay một chuyện. Làm gì? Đến là biết rồi, đừng có nhiều lời. Nếu không tôi sẽ dẫn người đến bắt nhà anh, đến bắt nhà bắt anh đi. Dù sao thì người phụ trách và người đại diện pháp luật của khách sạn cũng không phải là mình. Cô đi đến đó cho đúng quy trình vậy. Đi một chuyến thì là một chuyến thôi, còn đi đâu đấy lại đi tìm cái thằng nhóc Tần Minh kia sao? Không có, cũng đi ngồi tù. Tuy anh đây sâu sắc cảm nhận được bị khinh thường nhân cách đó, nhưng không sao cả, anh thích. Mong cô đó có thể mạnh tay hơn. Nếu có thở thì nhổ nước bột cũng được, nhổ thẳng vào mặt ấy. Vừa nãy là tiếng nói của ai? Hình như là của tên này. Trời, cười cái con khỉ gì? Anh là ông chủ cũ của khách sạn bên Nghiệt á, cũng thuộc vào diện tình nghi phạm tội. Bây giờ bắt đầu lấy lời khai đi. Đừng có làm phiền anh nữa, những gì anh biết anh đều gửi cho cô hết rồi, có được không? Trong tình huống bình thường, anh chắc chắn sẽ trực tiếp tố cáo Long Nha. Cứ muốn mua lấy khách sạn thì tôi cũng bó tay. Tình khốn này vì hãm hãy anh mà chạy đến khách sạn của anh giết người, sau đó dẫn người đến gây chuyện. Nếu không phải là không tìm được manh mối thì anh đây á tố cáo luôn cả bọn chúng luôn rồi, có được không? Bạch Uyển Di cuối cùng cũng có thể chắc chắn là tinh thần của mình không có vấn đề mà nghi thầm. Đây rất rõ ràng là giọng nói của cái tên khốn xấu xa này. Vốn thấy cách viết mail kia, nghi ngờ là Đường Du tố cáo đến dụ hù dỗ anh ta để lấy chút manh mối, không ngờ là có được nhiều tin tức như vậy. Hãy cho một Long Nha. Nhớ lại rồi, tóc của người phụ nữ mà anh ta giết được giấu ở trong nhà của anh ta. Chút nữa gửi cho cô cái mail là được rồi, xíu chút nữa thì quên chuyện này. Ở trong nhà nếu như thật sự là vậy thì có chứng cứ định tội rồi. Được rồi, điều tra đến đây thôi. Cảm ơn anh đã phối hợp điều tra. Không vất vả, xấu khổ. Nếu như cảnh sát Bạch có thể mời ăn một bữa thịt nướng bồi thường thì tốt rồi. Được thôi, nhưng phải đợi lần sau. Bây giờ tôi hơi bận. Ôi trời,
Người phụ nữ này thật sự mời mình đi ăn à? Hay là thôi đi, đừng có cái xấu như vậy, tôi không dám ăn cơm với cô đâu. Lỡ như có bị gương mặt đẹp trai tuấn tú này của anh thu hút thì sẽ rất ảnh hưởng anh sống tiếp. Lão nương sẽ bị gương mặt đẹp trai tuấn tú của anh bị thu hút thì... được rồi, tôi tiễn anh về. Ồ, anh ta đến rồi. Người đàn ông đi tù. Thằng khốn này sao lại ở cùng với Bạch Yến Di? Nhìn anh làm gì? Tưởng anh sẽ cướp Bạch Yến Di với cậu sao? Con mẹ nó, có người giống chết tiệt á. Mỹ nữ khắp cả thiên hạ đều là của cậu hết đúng không? Sao thế? Anh đến báo án à? Không phải, tôi đến ở thăm một người bạn của tôi. Anh ta bị bắt vào đây rồi. À, một người bạn phạm tội giết người của tôi. Nghe được tiếng lòng của Đường Du, chút điểm hảo cảm của Bạch Yến Di đối với Diệp Thần lập tức biến mất. Làm bạn với tội phạm giết người ngồi rắc rưởi ra thì còn có thở thế nào được chứ. Tính chất của việc anh ta vi phạm rất nghiêm trọng, trước mắt không thể thăm được. Anh trở về đi. Cảnh sát Bạch, tôi phải giải thích với cô một chút. Thực ra tôi là ông chủ của Lâm Nha, cho nên nếu như Lâm Nha thật sự phạm pháp thì tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra tố cáo anh ta. Nhưng chuyện lần này anh ta hoàn toàn vô tội. Anh mới tiếp nhận khách sạn Minh Nghiệt chưa được mấy ngày. Ông chủ cũ của khách sạn Minh Nghiệt là vị Đường đại thiếu này, cậu ta đáng lẽ ra mới là người cô nên bắt. Tôi không cần anh dạy tôi làm việc. Người phụ trách và người đại diện pháp luật bây giờ của khách sạn là Long Nha, nên tôi bắt anh ta. Nữ nhân chỉ cần thuận theo tôi là được rồi. Giả vờ nghiêm chỉnh ở đây có tác dụng gì chứ? Hình như Bạch Yến Di không vừa mắt anh ta. Không đúng, đáng lẽ lúc nãy Diệp Thần đã kiếm đầy hảo cảm rồi chứ. Cái tên này cố ý tạo ra cuộc gặp gỡ, móc túi cùng chạy đi mua một cái túi chai nhựa phế liệu, nói là cầm giúp bà lão nhập vi chai. Từ hảo cảm của hai sự việc này, đáng lẽ Bạch Yến Di đã gào thét trong lòng và yêu anh ta rồi mới đúng. Đến cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng là người tên là Diệp Thần này cố ý dàn xếp. Người đàn ông này đúng là ghê tởm thật. Đường Du, hôm nay cảm ơn anh sẽ đã phối hợp điều tra. Muốn rồi anh cũng trở về nghỉ ngơi đi, lần sau tôi sẽ mời anh đi ăn cơm. Còn với anh là ông chủ của Long Nha, cũng chứng minh khách sạn Minh Nghiệp là tài sản của anh. Vậy vừa hay anh cũng chuẩn bị tiếp nhận điều tra đi. Vợ là con mẹ nó, tình hình gì đấy? Sao đột nhiên lại dịu dàng với ông đây như vậy? Dừng tay, đừng có dịu dàng với tôi. Sao có một nghiệp lại đến đây? Cô gái này miệng thì nói cách xa mình, nhưng khi mình thật sự gặp phải rắc rối thì vẫn đến đây vội. Một nghiệp, em đến. Đường Du, anh không sao chứ? Chấp 50.